Ryo Ogami, kiếm sĩ lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất trong Sword of Logos, nếu không tính những thực thể bất hoại như Fashion lẫn quan kiếm sĩ. Ông ấy là người dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo kỹ lưỡng để trở thành Corrobutter kế nhiệm, luôn tin tưởng mình là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Lần đầu xuất hiện trong series 9 khi ông được phái tới để hỗ trợ Saber lẫn Black để chống lại Golem Magic. Với sức mạnh hủy diệt từ thanh đại kiếm, ông dễ dàng đánh bại tên Magic. Cũng trong trận chiến này, ông đã nhìn thấy Thoma, người kế thừa liệt hỏa kiếm, và chẳng tin Thoma chỉ là một tiểu thuyết gia mà có thể trở thành một kiếm sĩ, một kẻ chẳng có bất kỳ sự đào tạo nào từ Sword of Logos. Ogami là một kiếm sĩ kiêu hãnh, ông luôn đặc biệt quan tâm tới người con trai yêu quý của mình. Mặc dù luôn cho cậu ấy xuất hiện cùng với mình, nhưng không bao giờ để con trai mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Do sức mạnh quá lớn của bản thân, ông thường xem thường tất cả những chuyện đang xảy ra, và thậm chí là coi thường những người đồng đội như Thoma và Rintaro, những kẻ mà có lẽ ông xem là yếu đuối. Xuất hiện với thanh thổ kiếm khổng lồ cùng quyển Wonder Book Genbu Shinwa, ông đã chuyển hóa thành Corrobutter đúng với tên gọi của mình, như một khẩu đại pháo hạng nặng, cơ thể đồ sộ được bao phủ lớp mai rùa, tông màu chủ đạo không phải là nâu của đất mà là màu xám cứng chắc như một lớp vảy thép, cùng với đó là bộ giáp đen phía bên trong và những chi tiết nâu điểm tô cho sức mạnh của thổ. Đôi mắt lớn, gương mặt sắc sảo cũng như thanh gươm không nằm hướng về phía trên mà nằm ngang, thể hiện uy lực khổng lồ của nó khi chém là biểu tượng của gương mặt của Buster. Tạo hình cũng cho chúng ta thấy tốc độ không phải là thế mạnh của Buster, mà sẽ là những cú ra đòn cực mạnh bằng chính sức lực của ông cũng như vũ khí thành thổ kiếm. Từng nhát chém của thổ kiếm như những cú dậm khủng khiếp từ một con rùa khổng lồ dán vào người của kẻ thù. Từng ròn tấn công đầy sự uy mãnh cũng như lớp phòng thủ tuyệt đối từ vỏ rùa khiến ông trở thành một kiếm sĩ vô cùng khó chịu khi kẻ thù phải đối mặt. Đòn tất sát với thanh đại kiếm Grand Judgment Cut, đá từ không trung sẽ rơi xuống bao phủ thanh thổ kiếm, giúp phóng to kích thước của nó, đã to nay càng to hơn. Nguồn năng lượng màu cam nhạt của đất bao phủ lấy lưỡi kiếm của Buster, sau đó ông giáng một trảm kích vào người kẻ thù, nghiền nát chúng với sức mạnh khổng lồ từ đất đá. Ren Akamichi là thành viên của Logos, cũng là phong kiếm sĩ, sở hữu thánh kiếm hệ phong có khả năng tách đôi thành hai thanh gươm. Anh đã được thầy của mình chỉ dạy trở thành một shinobi cũng như là một người sở hữu tuyệt kỹ của gió. Sức mạnh là những thứ mà thầy của anh coi trọng và truyền đạt nó với Ren. Từ đó anh luôn mù quáng tin vào lý tưởng tìm kiếm sức mạnh để đối mặt với những kẻ mạnh hơn cũng như nâng cao sức mạnh của bản thân. Trong những tháng ngày luyện tập gian khổ này, anh đã gặp được Kendo, lôi kiếm sĩ, và vô cùng ngưỡng mộ với tài năng kiếm thuật từ Kendo. Sau khi hoàn thành luyện tập và chính thức trở thành phong kiếm sĩ, anh đã gặp lại Kendo và hỏa kiếm sĩ mới Thoma Kamiyama. Vừa gặp mặt, Ren đã rất muốn cạnh tranh với Saber xem ai sẽ là người chiến thắng. Nóng nảy và vô cùng trẻ con là những gì có thể miêu tả về Ren. Anh ta mặc dù luôn tươi cười, chắc là một đứa trẻ còn ngang bướng, luôn phớt lờ tất cả những lời của người khác và luôn tin bản thân mình là đúng. Nóng vội vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu của anh, dễ dàng bị kẻ thù lợi dụng điểm yếu này để đánh bại anh một cách đơn giản. Mang trong mình sức mạnh từ thanh phong kiếm cùng với quyển sách ninja, anh kết hợp cả hai để tạo nên hình dáng của mình, Kamen Rider Kenzan. Kenzan được tạo hình thon gọn hơn tất cả những kiếm sĩ trước, với phần giáp được tinh chỉnh gọn nhẹ ở phần giáp ngực, phần giáp chân có màu xanh nhạt hơn, bao phủ từ chân lên tới gần thân. Phần giáp vai của anh cũng tương tự như vậy. Thiết kế của Kenzan được mô phỏng theo ninja nhiều hơn là một kiếm sĩ bình thường. Gương mặt của anh cũng thể hiện ra vũ khí chính của ninja là shuriken cũng như hai lưỡi gươm ở phần mắt phải. Tạo hình linh hoạt cũng như vũ khí vốn dĩ là một thanh shuriken được tách đôi ra thành hai thanh gươm, khiến khả năng chiến đấu của Kenzan vô cùng biến ảo khi đối mặt với kẻ thù. Sự linh hoạt được mang lại từ ninja, anh có khả năng tấn công nhào lộn cũng như di chuyển trên những đòn tấn công mà kẻ thù tấn công anh. Sự linh hoạt trong vũ khí chiến đấu lẫn phong cách chiến đấu là điểm mạnh nhất của Kenzan. Phong cách chiến đấu của anh thiên nhiều về tốc độ cũng như những cú ra đòn dựa trên động tác nhào lộn của bản thân, giúp anh tránh né cũng như phản lại đòn tấn công từ kẻ thù từ động tác này, giống như phong cách của một ninja luôn tấn công kẻ thù đầy bất ngờ. Đòn tất sát của anh Sarutobi Ninjaden, anh kết hợp thanh gươm của mình lại trở thành một chiếc shuriken khổng lồ, một cơn lốc màu xanh bao phủ lấy thanh gươm, anh phóng hàng loạt phi tiêu với sức mạnh của gió bao phủ lên chúng. Đòn này có sát thương không cao nhưng dùng để đánh lạc hướng kẻ thù thì không còn gì để chê. Trong lúc này, dùng thân thủ của mình, anh sẽ đến một góc mà kẻ thù không thể nhìn thấy, sau đó lao thẳng vào chúng với lưỡi kiếm bao quanh người mình, biến bản thân trở thành một chiếc shuriken khổng lồ. Với vận tốc cực lớn, anh sẽ chém tan kẻ thù.
Ông kiếm sĩ Tetsuo Daishinji là người được sinh ra trong một gia đình thợ rèn với truyền thống đã rèn nên những thanh thánh kiếm nhằm phục vụ cho tổ chức Sword of Logos. Từ nhỏ, anh đã theo ông mình để có những kỹ thuật rèn kiếm vô cùng điệu nghệ, luôn được ông mình nhắc tới về tương lai, người sẽ sở hữu thanh liệt quả, thức tỉnh được nó, soi sáng con đường dẫn tới tương lai. Anh đã luôn tìm kiếm người này. Khi đã lớn, ngoài việc duy trì việc làm thợ rèn của gia đình mình, anh còn trở thành âm kiếm sĩ của Sword of Logos. Tuy nhiên, trong trận chiến với đám Magic, thanh âm kiếm của anh đã bị hư hại và không thể nào hoạt động được. Lần đầu tiên xuất hiện trong series chính, anh chỉ là một thợ rèn trong căn cứ Sword of Logos phương Bắc. Là một người tuy rất rụt rè khi đối mặt với người khác, anh thường xuyên dùng tay để che mắt mình khi đối diện với những người mà anh không quá thân thiết, luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng vô cùng thẳng thắn. Trong trận chiến với Caliber, mọi người đang gặp khó khăn trước đòn tấn công vô hiệu hóa từ thanh ám kiếm. Tetsuo đã hoàn thành sửa chữa thanh âm kiếm của mình và đến trợ chiến với tất cả mọi người. Cũng là lần đầu tiên anh chuyển hóa thành Calder Slash. Tên gọi của Rider này sẽ đánh lạc hướng chúng ta về khả năng của anh. Kết hợp âm kiếm cùng quyển sách Hansunert to Gartel, tạo hình của anh khá đặc biệt, giống với tính cách của mình. Anh có một phần áo với phần cổ áo cao tới gần miệng, thể hiện bản thân là một người vô cùng trầm tính. Tông màu chủ đạo dựa trên sức mạnh của âm kiếm là màu hồng, hoặc một số người sẽ liên tưởng tới một màu magenta từ một rider nào đó. Phần giáp được điểm tô màu nâu với hai vai là hai chiếc khiên, giống với sức mạnh từ quyển sách. Đôi mắt của anh là hình biểu tượng một vụ nổ cực lớn, mặt kính màu đen và hai tông màu xanh và hồng neon điểm tô. Biểu tượng thanh gươm trên đầu của anh cũng là biểu tượng thanh gươm nằm ngang giống với Kamen Rider Buster. Sức mạnh và tính cách của anh ở hình dạng này không có quá nhiều đặc sắc, anh chỉ là một kiếm sĩ điêu luyện, được mài dũa kỹ năng từ rất lâu. Ở hình dạng này, anh thường sẽ sử dụng khả năng chính của mình dựa trên bản thân. Vì anh là người có khả năng nghe được những âm thanh từ di chuyển của kẻ thù, tận dụng khả năng này anh dễ dàng né tránh những đòn tấn công, cho dù chúng đến từ những kẻ thù vô hình, né tránh và phản lại đòn tấn công của bọn chúng. Để thật sự kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của Slash, anh cần chuyển qua hình dạng ban nhạc Rockman. Sức mạnh này chỉ thay đổi cánh tay trái của anh giống như hình dạng của Kenzan hay Buster, nhưng đây là quyển Wonderbook ảnh hưởng trực tiếp tới cách chiến đấu cũng như sức mạnh thật sự của Slash để mình sẽ đưa vào clip lần này nhé. Tất cả những dụng cụ âm nhạc thể hiện trên tay trái của anh, từ lo, đàn cho tới đơn guitar, tất cả đều đầy đủ trên cánh tay trái. Anh sẽ cảm nhận được giai điệu từ âm thanh với những xung nhịp mạnh mẽ được phát ra. Tính cách của Slash cũng hoàn toàn thay đổi, vũ khí của anh cũng hiện nguyên hình thành một khẩu súng, đúng là sử dụng súng trong phòng chơi dao. Những phát đạn của anh là những phát đạn được bắn ra với những đường đạn cong uốn lượn như bài nhạc được phát ra từ chính ban nhạc Rockman. Lúc này tính cách của anh thay đổi như một ca sĩ nhạc rock, tấn công vô cùng mãnh liệt vào kẻ thù. Lợi thế của anh là tấn công tầm xa, nhưng khi chuyển lại thành hình dạng âm kiếm, vũ khí của anh vẫn có tác dụng vô cùng lớn khi sử dụng những giai điệu để tấn công và tạo những màn khiên để phòng thủ. Khả năng này mạnh mẽ tới mức tất cả những hình dạng của Saber đều gần như bó tay khi đối mặt với một kiếm sĩ thật thụ như Slash. Đòn tất sát của anh là Ozuken. Phát đạn cũng như nhát chém của anh bao phủ những giai điệu từ những biểu tượng âm nhạc, dán vào người kẻ thù những giai điệu mạnh mẽ mang lại cho chúng và kết liễu kẻ thù. Yuri, quan kiếm sĩ hay chính xác là quan kiếm, người đã sống hàng ngàn năm. Anh ta quen với cả Tosho cũng như Bahato, hai nguyên thực thể bất hoại trong series của Saber, là người cùng lúc sở hữu cả ám kiếm và quan kiếm, dùng nó để ngăn chặn cái ác và không cho bất kỳ người nào sở hữu sức mạnh hủy diệt này. Lần đầu xuất hiện trong series là một người đàn ông với một chiếc áo tròn cơ thể và che đi gương mặt của mình. Anh đã gặp gỡ Toma khi anh đến Avalon, cảnh báo với Toma về sức mạnh của vua Arthur, cũng như thử thách Toma để xem anh có xứng đáng với sức mạnh khủng khiếp mà vua Arthur mang lại. Toma đã hoàn thành thử thách, Yuri vẫn âm thầm quan sát anh trong trận chiến Zao Dragon. Thực sự lộ mặt trước mặt của Toma khi Toma rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, bị những người đồng đội trong tổ chức Sword of Logos quay lưng, anh đã bị tất cả mọi người tấn công. Không còn đường lui, Yuri đã lao ra để giải cứu cho Toma bằng hình dạng quan kiếm của mình. Với quyển sách khi mở ra với biểu tượng của bản thân kết hợp với thanh quan kiếm, quyển sách vàng hay bạc, tạo hình thanh kiếm của Chaicho là một lưỡi kiếm được gấp vào bên trong thân nó, sau đó mở ra để nhét quyển sách vàng hay bạc vào. Sau khi quyển sách này mở ra, một luồng ánh sáng với hình chữ X sẽ xuất hiện và gương mặt của anh sẽ hiện trên phần thanh kiếm.
Quyền năng của Yuri sở hữu là vô cùng to lớn. Anh có rất nhiều khả năng tự chữa bệnh, cho tới những khả năng xóa trí nhớ hay copy hình dạng cũng như quần áo của người khác. Trong hình dạng quang kiếm, anh trở thành một thanh kiếm lơ lửng trên không trung, tấn công kẻ thù bằng những cái chém được bao phủ lưỡi kiếm bằng sức mạnh của ánh sáng. Những đòn tấn công này có quy lực cực kỳ lớn, anh cũng có thể phát sáng ra từ sức mạnh của bản thân để xóa tan cái lạnh mùa đông, làm chói mắt và vô hiệu hóa chuyển động của kẻ thù từ sức mạnh của quang kiếm. Trong hình dạng kiếm, rất dễ dàng bị kẻ thù vô hiệu hóa. Khi đối mặt với một tên Magic sở hữu sức mạnh của băng, hắn đã cố tình để cho anh tấn công và tính đóng băng anh để vô hiệu hóa chuyển động của quang kiếm. Anh đã lật tới trang thứ 2 của sức mạnh từ quyển sách Vàng và Bạc. Một ảnh nhân xuất hiện, cái bóng được tạo ra từ chính ánh sáng. Hình dạng của nó là một Rider hay là một chiến binh với sức mạnh của bóng tối, trồi ra từ mặt đất, cầm lấy thanh quang kiếm để chiến đấu. Mặc dù những chuyển động của chiếc bóng này khá là cứng nhắc và không thể nào thể hiện hết sức mạnh từ thanh quang kiếm cũng như một kiếm sĩ thực thụ, nhưng khả năng linh động của nó là không phải bàn cãi. Khi xuất hiện từ chính cái bóng của kẻ thù, biến mất, tấn công kẻ thù từ những nơi bọn chúng không nghĩ tới, thậm chí là làm cho những bộ phận như tay hoặc chân của mình dài ra để tấn công kẻ thù từ phạm vi tầm xa. Cũng như âm kiếm sĩ, sức mạnh của quang kiếm không thể nào phát huy với quyển sách cơ bản. Anh cần một sức mạnh để biến bản thân từ một thanh gươm trở thành một kiếm sĩ thực thụ, It Swordsman, hoàn thành tất cả những yêu cầu Tosso giao cho anh. Giữ đúng lời hứa, Tosso đã đưa cho anh quyển sách It Swordsman, biến nó trở thành một quyển Wonder Book, chuyển hóa ý thức của anh, biến anh trở thành một kiếm sĩ thực thụ. Tạo hình của It Swordsman là những trang truyện bao phủ lên cơ thể của ảnh nhân, tông màu chủ đạo là vàng, xen kẽ những tông màu khác của comic như tím, đỏ và xanh lá. Phần chữ X đặc trưng cho tên gọi quyển sách vẫn giữ nguyên và gương mặt của Psycho giống với hình dạng gương mặt trên thanh gươm của anh. Ở hình dạng này, anh đã trở thành một kiếm sĩ thực thụ với những đòn tấn công cũng như những kỹ thuật chiến đấu rõ ràng, áp đảo tất cả những kẻ thù khi đối mặt với anh. It Swordsman, những trang truyện đặt lên người của ảnh nhân, anh có thể thay thế vị trí của chúng, chuyển hóa những trang truyện thành một vũ khí cầm tay cho ảnh nhân và chuyển hóa thành một vũ khí gắn chân để ra đòn Rider Kick kết liễu kẻ thù. Cả hai hình dạng này đều có công dụng riêng để nâng cao khả năng tấn công thay vì linh hoạt như hình dạng It Swordsman cơ bản. Đòn tất sát của anh là It Sword Ray, hai dọc truyện bao phủ xung quanh kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động của chúng. Anh lao nhanh để chém một đường ngang vào kẻ thù, sau đó quay lại và chém thêm một nhát chém chí mạng để tạo hình chữ X kết liễu chúng với sức mạnh của It Sword. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On, Thanh Quá Trinh. Hẹn xin.